Chiến tích đầu xuân, tác giả Dương Thượng Trúc. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, và mùng ba anh chúc đôi má em xinh. Tết không về chắc em trách anh nhiều lắm. Chiều buông chậm chậm, cả cánh rừng già chìm trong lặng lẽ, dù rằng phía dưới những tàn lá xum xuê ấy là gần 400 con người, tóc tai thậm thượt, áo quần nhét nhát, cùng có chung một nhịp thở, một nỗi băn khoăn. Đang độ vào xuân, những trảng cỏ non xanh mượt, nõn nường như cô gái 18, lấm tấm điểm những cánh hoa sim tím lãng mạn, tạo nên một bức tranh thật hữu tình, thế mà cũng chẳng làm sao cho những con người ấy có một chút xúc động nào trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Chẳng phải họ không có nhãn quan thẩm mỹ để thụ hưởng những gì Thượng Đế đã trao tặng cho loài người, mà vì nhiệm vụ còn đè nặng trên hai vai họ, khi địch quân đang chuẩn bị những mưu đồ thâm hiểm để nhuộm đỏ mảnh đất miền Nam này, nên thay vì thưởng ngoạn nét đẹp của cỏ cây, thì họ phải luôn căng mắt ra để canh chừng cái chết đang rình rập đến với bản thân và đồng đội họ. Nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, ngay cả hôm nay và ngày ngưng bắn, những bài học xương máu về sự tráo trở của địch quân chẳng bao giờ họ quên. Trên bầu trời cao trong vắt, sao sắc tiếng chim gọi bầy là những âm thanh duy nhất có thể nghe được một cách gần gũi. Xa hơn một chút, thỉnh thoảng những tiếng đạn pháo binh nổ lẻ tẻ, nhưng khi va vào vách núi dội lại trở thành những chuỗi âm thanh bất tận. Không hiểu vì lý do gì, Tết năm nay lệnh hô chiến được bọn chúng tuân hành nghiêm nhặt hơn mọi năm. Có lẽ tụi nó đã kiệt lực sau lần cắn trộm vào dịp Tết Mậu Thân và rồi ôm đầu máu chạy về miền Bắc. Dù thế, anh em binh sĩ cũng không thể lơ là, mất cảnh giác được. Đơn vị đang nằm rừng và cũng tiếp tục phải nằm rừng đón xuân. Thủy đông đưa trên cái võng treo toàn ten dưới tấm phong xô, nghe đầu xuân lính chúc qua chiếc radio nhỏ xíu máng trên đầu võng. Vào dịp này, những ca khúc với chủ đề lính và mùa xuân được phát thanh suốt ngày trên hệ thống đài quân đội và cả đài Sài Gòn. Chẳng biết từ lúc nào, Thụy bằng lòng cho hai lỗ tai khó chịu của anh tiếp nhận những giai điệu này, và rồi sau đó anh thấy nó cũng có cái hay riêng của nó. Chỉ hơn một năm trước thôi, khi những âm thanh tương tự vừa cất lên là anh đã tắt ngóm đi ngay, kèm theo một câu phê bình. Ôi, ba cái nhạc sến này mà tụi bay mở lên hoài, nghe điếc cái lỗ tai. Hễ nhạc này hay mà ông thầy, hay cái con khỉ móc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bolero rumba slow với những tiếng trên chỉ nghe cải lương thấy mẹ luôn. Nhưng đó lại là sở thích của nhóm thuộc cấp trong ban chỉ huy đại đội, gồm ba chú lính truyền tin và hai anh chàng tà lọt. Ngoại trừ y tá Khiết khá lớn tuổi nên gác ngoài tai chuyện thị phi thiên hạ, Thụy trở thành thiểu số nếu đem trưng cầu dân ý. Anh chẳng ngăn cấm và bọn họ cũng không dám chống đối anh ra mặt, nhưng hệ có cơ hội là họ lại dò tìm những chương trình nhạc như thế và xúm xích lại cùng nghe. Trời ơi, ông thầy nghe nè, Duy Khánh mà ca xưng này con hỏng dìa lạt nhức nhối luôn đó. Thằng An mang mấy đại đội nói giọng miền Nam đặc sệt tán tụng. Anh nhái giọng nói rồi châm chọc. Mày vô thêm mấy câu giọng cổ mồi tận mãn nữa đi cho đủ bộ. Em chưa tìm ra bài tân cổ giao duyên, chứ nếu có em sẽ vô liền cho ông thầy nghe, hóng đẹp hóng ăn tiền. Mày à, tráng kiếm rồi tập đi, mai mốt dễ ngủ, về bến Bắc Cần Thơ ngồi với cái nón lá trách và cái đàn guitar cũ cũng đủ sống qua ngày, khỏi về quê kỵ ruộng. Lời nói của anh nào ngờ lại biến thành sự thật. An đã giải ngũ vĩnh viễn khi ban chỉ huy đại đội bị trái pháo 130 ly rơi trúng, một mảnh đạn cắt ngang cổ họng An, để mãi mãi chẳng bao giờ nó còn có dịp vô mấy câu vọng cổ trên bến Bắc Cần Thơ nữa. Sau ngày An hy sinh, mấy thầy trò không còn tranh cãi với nhau về những bản nhạc ấy nữa. Cái tướng lùng lùng mình đúc, cái vai to bè của thằng An luôn luôn lẫn vẫn trước mặt Thụy dù sự kiện đã xảy ra mấy tháng nay. Nếu bây giờ mày còn sống ở đây, mày muốn nghe bản nhạc nào cũng được, anh sẽ không cấm cản mày đâu An ơi.
thay vào chỗ An là Hạ Sĩ Kía, một chú chạch chợ lớn nói tiếng Việt sành sỏi pha chút quảng túng dành. Khi bị quấn quán, Kía nói cà lâm và trở thành trò cười cho mấy thằng lính bán trời không mời thiên lôi trong ban chỉ huy. À, thám quyền, tiểu đoàn mời đi họp kìa. Bây giờ hả A Kía? Dạ liền bây giờ. A Kía nằm trên cái võng kế bên lên tiếng. Thủy ngồi bật dậy nhìn xuống đồng hồ đeo tay lẩm bẩm. Hơn 3 giờ chiều rồi, sao có cuộc họp đặc biệt vậy kìa? Rồi anh lớn giọng hơn một chút. Thiếu quý quan đâu rồi? Dạ tôi đi trung quý. Ông tới đây tôi bàn chút chuyện. Võng cố quan nằm cách xa anh một đổi để tránh tình trạng bị pháo kích, ban chỉ huy tan hoang. Anh tất tả bước đến bên liều của Thủy, hỏi nhỏ. Bảo à, có gì thay đổi hả Tăng Gu? Tôi có lệnh lên họp trên tiểu đoàn, ông ở nhà lo kiểm soát con cái gác sách cẩn thận nha. Đừng ý y ngưng chiến rồi lơ là, coi chừng chết cả lũ. Hôm nay mùng 2 Tết rồi, 12 giờ khuya là hết hiệu lực, biết đâu tụi nó chẳng dở trò. Dạ, ông cứ đi họp đi, tôi sẽ đôn đốc canh gác. Thùy đứng dậy cầm tấm bản đồ đã được chú Tà Lọt Lễ để sẵn nơi đầu võng đi về hướng bộ chỉ huy tiểu đoàn. Tại liều chỉ huy đã có mặt đầy đủ gồm 3 vị đại đội trưởng tác chiến cùng với tiểu đoàn phó và trưởng ban 3. Tất cả ngồi quây quần chung quanh thiếu tá Minh, ông tiểu đoàn trưởng già mà Thủy Hằng quý mến. Trên cái thùng đạn pháo binh dùng làm bàn là một sắp bản đồ dày cộm, vẽ chi chít những dấu xanh đỏ lăng quăng. À, ngồi đi Thủy. Dạ, cảm ơn đại bàng. Đủ cả rồi phải không? Anh em nghe rõ. Một chút đại tá liên đoàn trưởng sẽ đáp xuống đây để giao cho chúng ta một nhiệm vụ đặc biệt. Hy vọng rằng khi nhận chỉ thị ấy, tiểu đoàn chúng ta sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp. Tiếng máy bay trực thăng văng vẳng từ xa càng lúc càng rõ dần như xác nhận lời nói của ông. Anh em cứ ngồi lại đây để tôi và ông trưởng ban 3 ra đón đại tá được rồi, đừng xúm xích ngoài bãi đáp nhiều quá không tốt. Chiếc trực thăng hạ cánh an toàn và chỉ trong khoảnh khắc đã bốc lên, mất hút về phía chân trời. Vài phút sau phái đoàn trở lại liều chỉ huy, đại tá Như sọc vào với ông thiếu tá trưởng ban 3 liên đoàn, hai sĩ quan phụ tá cùng 4 người cận vệ. Mỗi người xách theo một giỏ cối nặng trịch, tất cả cùng đứng bật dậy nghiêm chào. Anh em ngồi xuống đi. Tiểu đoàn trưởng nhường vị trí ông ngồi lúc nãy cho cấp chỉ huy. Đại tá Như nhìn lướt qua tất cả các thuộc cấp đang có mặt nói nhẹ nhàng. Hôm nay tôi lên đây ăn Tết với anh em tiểu đoàn 11. Các tiểu đoàn khác tôi đã ghé thăm rồi, chắc anh em ngạc nhiên lắm nhỉ. Lẽ ra tôi phải đến đây trước khi thăm thằng 22 và thằng 23. Nhưng vì có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho các anh em, nên tôi để dành chuyến thăm chót này cho tiểu đoàn 11. Dừng lại một chút, ông liếc mắt về phía mấy người cận vệ. Mấy chú bày mồi màng ra đi. Quay lại phía tiểu đoàn trưởng ông tiếp. Tôi có đem lên đây vài con vịt quay, mấy hũ ngũ gia bì. Chúng ta làm ít chung mừng xuân rồi sẽ bàn đến công chuyện. Dạ, cảm ơn đại tá, chúc đại tá năm nay mọc sau. Ha, chuyện đó còn tùy thuộc vào chiến công của anh em đây. À, mà hình như ở đây chỉ có các đại đội trưởng thôi sao? Dạ phải, thưa đại tá. Thiếu tá Minh trả lời. Tôi muốn có mặt cả các anh em đại đội phó nữa. 10 phút sau, thêm 4 vị nữa bước vào phòng họp. Đích thân đại tá liên đoàn trưởng khui hữu trụ đầu tiên. Mọi người cùng súng vào chán tạc chán thù trong tinh thần huynh đệ chi binh thật vui vẻ. Văng vẳng từ chiếc radio treo trên đầu võng của ông tiểu đoàn trưởng, tiếng hát hoàng oanh nhẹ nhàng vang lên với ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân như chia sẻ niềm vui cùng những người lính trận. Được khoảng 3-4 tuần rượu, nghe chừng như máu trong người đã ấm lên, đại tá Như hắn giọng tạo sự chú ý cho mọi người rồi lên tiếng. Theo tin tức tình báo mới nhận được thì sư đoàn 3 sao vàng của địch quân đã xâm nhập vùng hoạt động của chúng ta rồi, và đơn vị ở gần nhất là trung đoàn 2 của sư đoàn này. Chúng đặt chỉ huy sở chỉ cách đây khoảng non 20 cây số. Ngừng lại giây lát để mọi người thẩm định được tầm mức quan trọng của sự việc, ông nói tiếp. Tôi cần một sĩ quan tình nguyện gan dạ và có kinh nghiệm. Để làm gì thưa đại tá? Ông tiểu đoàn trưởng nêu thắc mắc khi thấy cấp chỉ huy ngừng lại khá lâu, và có lẽ cũng là thắc mắc chung của mọi người đang có mặt. Dẫn hai trung đội đột kích vào bộ chỉ huy trung đoàn này trước khi nó kiện toàn cơ sở phòng thủ. Đại quý chính trưởng ban 3 tiểu đoàn nêu ý kiến. À, hai trung đội mà đột kích vào bộ chỉ huy trung đoàn e có quá mạo hiểm không thưa đại tá? À, đúng thế, mới nghe qua thì thấy quá mạo hiểm. Nhưng khi đi vào thực tế, với những tin tức tình báo thu lượm được thì lại không phải vậy. Xin đại tá giải thích rõ hơn à? Tiểu đoàn trưởng hỏi thêm.
Tuy là bộ chỉ huy trung đoàn, nhưng lực lượng bảo vệ của chúng chỉ ở cấp một đại đội trừ. Ông sao lại vậy nhỉ? Thiếu tá công trưởng băng ba liên đoàn nói tiếp. Chẳng có gì lạ đâu, chúng không kịp bổ sung quân số. Nên bây giờ chính những tên cán binh kỹ thuật cũng phải ở trong các đơn vị chủ lực bảo vệ bộ chỉ huy trung đoàn. So sánh tương quan lực lượng thì nhiệm vụ này hoàn thành không khó khăn lắm. Chỉ cần làm sao từ điểm xuất phát cho đến khi chạm mục tiêu, đừng để các chốt dọc đường của chúng phát giác. Và khi trở về phải chuẩn bị một lộ trình thật an toàn là tốt rồi. À thưa đại tá, biết rõ vị trí đóng quân của chúng sao ta không dùng phi pháo có hiệu quả hơn không ạ? Đó là vài năm trước kìa, chứ bây giờ điều đó bất khả thi. Vị trí này ngoài tầm tác xạ có 105, còn không quân thì bây giờ rất khó khăn, chỉ khi nào đụng trận mới có thể xin được vài phi tuần. Mọi người lặng lẽ suy nghĩ, không khí trầm mặc một cách đột ngột. Thêm vài ba tuần trụ nữa trôi qua trong im lìm, một hồi lâu đại tá Như nói chậm rãi. Bây giờ tôi cần một sĩ quan tình nguyện làm nhiệm vụ này, và sẽ được thực hiện ngay sáng sớm mai. Anh em hãy nhớ đây là một nhiệm vụ đặc biệt rất nguy hiểm, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi tình nguyện. Không gian như trùng hẳn xuống, rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tuần trụ vẫn được truyền tay nhau, những điếu thuốc vẫn lóe sáng và những cái đầu vẫn đang gục gặt suy nghĩ. Ly rượu đến phiên anh, Thụy xoay xoay trong tay một lát như là một quyết định quan trọng. Anh đưa lên miệng ực nhanh một cái, chất nước màu nâu sẫm, hăng hăng mùi thuốc bắc chạy dài từ khẩu súng bao tử. Đi đến đâu anh nghe nóng rang đến đó, và dòng máu trong anh cũng đã sôi lên sùng sục. Tôi, Trung úy Thụy, xin tình nguyện thưa đại tá. Tiếng nói của Thụy vang lên phá tan bầu không khí lặng lẽ đang bay phủ căn liều. Mọi người cùng thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Dù những tiếng thở rất nhẹ, thiếu tá Minh phản đối giọng gay gắt. Mày không thể đi được. À, sao vậy thiếu tá Minh? Liên đoàn trưởng ngạc nhiên hỏi. Thưa đại tá, nó bây giờ rất cần cho tiểu đoàn, hơn nữa vợ nó lại mới sinh. Lý do đầu tiên thì không chấp nhận được, nhưng nếu vợ chú mới sinh thì nên suy nghĩ lại đi Thụy. Dạ, xin cảm ơn đại tá và thiếu tá, nhưng tôi đã quyết định rồi. Nếu chú mày đã muốn thấy thì ok thôi. Thiếu tá Minh hãy để Trung úy Thụy được toàn quyền chọn lựa anh em binh sĩ và cán bộ trong các đại đội để thực hiện nhiệm vụ này nha. Dạ, xin tuân lệnh đại tá. Tất cả kế hoạch hành quân đều do Trung úy Thụy quyết định, nhưng cần thông báo cho ban ba liên đoàn vì sẽ có một toán diễn thám hướng dẫn lộ trình, mọi yểm trợ dành ưu tiên cho anh đó. Dạ, xin cảm ơn đại tá. Cuộc tiệc tiếp tục cho đến lúc hũ ngủ gia bì cuối cùng được dốc ngược lên thì từng chiều cũng ngã sang màu tím sậm. Chiếc CNC đáp xuống vội vã mang vị chỉ huy trở về phố phường, để lại bên dưới những lời bàn tán sôi nổi về nhiệm vụ của Thụy sáng mai. Thụy đến gặp đại quý chính trưởng ban ba tiểu đoàn để nhận phóng đầu hành quân rồi khực khưởng bước về phía liều của mình, quan lặng lẽ theo sau. Ông quan làm ân thông báo giùm, tôi sẽ chọn ba tiểu đội xung kích của ba đại đội và trung đội bốn của đại đội mình, vậy là đủ rồi. Dạ, tôi đi làm ngay đây Trung quý. Thượng sĩ Thường Vũ đâu? Dạ, có tôi đây Trung quý. Anh coi anh em canh gác thế nào? Dạ, đã hoàn tất mọi chuyện thưa Trung quý. Ok, vậy là tốt rồi. Bóng đêm đang phủ trùm lên vạn vật một màu đen hoang lạnh. Thụy chui vào trong liều, dùng cái đèn pin cá nhân soi vào tấm phóng đồ hành quân mà đại quý chính mới trao, chi chít những dấu đỏ trên con đường anh sẽ đi qua, chứng tỏ địch quân kiểm soát gần hết lộ trình. Quả thật đây không phải là một nhiệm vụ dễ nuốt. Lệ bước đến bên nói nhỏ, tăng gâu dùng công bây giờ chưa? À, chờ ông Quang về rồi ăn luôn. Ngay lúc đó thiếu quý quan bất chợ đánh lên tiếng. Tôi dậy đầu đây Trung quý, mời ông ra ăn cơm đi thôi. Anh tắt cái đèn pin bước ra. Chuyện tôi nhờ anh ra sao rồi? Dạ, tất cả ok hết tăng gâu. Cả ban chỉ huy đại đội ngồi xúm xích thành một vòng tròn, dưới bóng đêm mờ ảo trên nền đất, được trải một tờ báo cũ, ở giữa là nồi thịt ba lát kho với măng rừng và những bịch gạo sấy đã nguội lạnh, vì không ngờ hôm nay Thụy họp lâu như thế. Họ ăn uống trong im lặng, dưới ánh sáng lập lòe của những con đom đóm đi hoang. Hình như tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai. Thụy buông chén đũa xuống trước nhất. Sao à, Trung quý ăn ít vậy? Uống bạc cái rượu tàu, non ngang không thấy đói. Đợi cho mấy người lính tản về vị trí của họ, quan bước vào bên trong mấy tấm phong xô, quay thành cái liều bao phủ võng của Thụy và của ba người truyền tin. Anh ngồi xuống bên võng, Thụy khẽ nói.
Trung quý, sáng mai để tôi đi thế cho. Hey, anh nói giỡn chơi hoài, tôi nhận lời thực hiện nhiệm vụ này trước bao nhiêu người, khi không lại giao cho anh đi coi sao được. Đi kỳ này nguy hiểm lắm đó Trung quý. Tôi biết mà, có sao đâu, tôi đã ở đây 3-4 năm trời rồi, nguy hiểm nào chưa gặp qua. Nhưng chị nhà mới sanh được có mấy bữa, chẳng có ảnh hưởng gì đến chuyện ở đây cả. Tôi thật không yên tâm chút nào cả, hay cho tôi đi chung với ông. Anh là đại đội phó mà đi với tôi, ai coi đại đội, sống chết có số mạng cả, anh đừng có lo. Nhưng anh nói thế tôi cũng cảm ơn anh, chỉ cần anh chăm lo đại đội đàng hoàng lúc vắng tôi, hoặc lỡ khi tôi có bề gì là được rồi. Ê Trung quý đừng có nói vậy. Thủy định nói sao bây giờ anh mới đòi đi thay, trong khi họp lúc chiều thì lại im lặng nhưng kịp dừng lại. Thôi anh đi kiểm soát việc canh gác đi, tôi cần nghỉ ngơi để sáng mai lên đường sớm. Quang vén liều bước ra, Thủy che tay mồi điếu thuốc, trích một hơi thật dài để luồng khói chạy sâu xuống đến tận cùng những hang hốc của buồng phổi. Hình như từ lúc trời Liều tiểu đoàn trưởng đến giờ anh chưa có một hơi thuốc nào cả, mặc dù anh không thấy căng thẳng lắm nhưng vẫn nôn nao trong lòng một cách khó tả. Bao nhiêu lần vào sinh ra tử rồi, lần này thì cũng thế thôi, chứ có quái gì đâu mà bận tâm. Tiếng A kia trụ trì hỏi, mai à, mình đi hành quân hả ông thầy? Ừ, nhưng chỉ có trung đội 4 thôi, A kia có đi với tao không hay muốn đổi truyền tin khác? Y lâu có lượt, em đi với Trung quý chứ, làm sao mà lỗi kỳ cục gì? Tại vì ở đây không phải là nhiệm vụ của đại đội, A kia có quyền xin đổi nếu không muốn đi theo tao. Ông thầy ly lâu à, em ly lót, lòng xanh lòng tử mà. Với lại ông thầy có vợ con mà còn dám ly, em độc thân không lẽ nhắc hơn ông thầy sao? Thủy dụi cái tàn thuốc xuống cỏ, cười khe khẽ trong cuốn họng vì lời nói nhiệt tình mang đầy tính cải lương của người thuộc cấp. Nhưng à, sao mày chưa lấy vợ à kia? Hey, lính nghèo thí mẹ tiền lâu mà lấy vợ ông thầy. Mày nói vậy bộ lính ở giá hết hay sao? Không phải vậy nhưng à... Nhưng cái con khỉ, tao nghe nói tháng lương nào mày cũng đem cúng vô sòng sập sám hết phải không? Tại vậy mà con hai bồ em nó hâm he cho em đi số gia lo. Rồi bây giờ mày còn chơi nữa không? Dạ em hứa với nó là em bỏ mà mới bỏ được có 50% hà. Không có người phụ nữ nào thích chồng cờ bạc trụ dè đâu. Nếu lỡ dương mang thì cũng phải tráng kềm chế. Mày bỏ 50% làng sao? Mỗi thứ em bỏ một nửa, cờ bạc thì em bỏ cờ, chỉ tánh bạc, dụ trà em bỏ trà, mẫu nhắm xà mà nhắm chậu lơ. Còn hút sách thì mày bỏ đọc sách chỉ hút thôi, trai gái thì mày bỏ bạn trai chỉ chơi với bạn gái, đúng không? Mày bỏ cái kiểu đó chắc con bồ mày nó cũng bỏ mày luôn. Hey, coi vậy mà con hai nó vẫn còn thương em lắm đó ông thầy. Vậy là mày có phước rồi chứ, gặp người khác chắc đã bỏ mày 18 đời dương. Ủa mà sao nó thương mày dữ vậy? Hey, tại vì nó là học trò của em mà. Cái gì? Thì em dạy cho nó học. Mày dạy cái giống gì cho con hai vậy? Em dạy nó học tiếng Tàu. Thủy lại bật cười khùng khục, trong cuốn họng có tiếng thằng Tùng truyền tin nội bộ thì thào xen vào. Ê trời ơi, à kia mà làm sư phò nữa hả? Thủy đã dặn được cơn cười hỏi khẽ. Đọc mày kể cho đầu đuôi câu chuyện tao nghe xem. Thiệt mà ông thầy, nhà em có cái quán cóc bán cà phê bánh bao xíu mại trong khu xóm người Tàu không hà. Má em mướn con hai phụ chạy bàn, nó không nghe được tiếng Tàu nên bị khách la hoài, bởi vậy nó biểu em dạy cho nó nói. Rồi mày nè, dạy nó những gì? Mới lầu em dạy nó liếm số, dách gì xám xây dụng lục bạc sọc cẩu sập. Bồi đầm già. Tiếng thằng Tùng lại chen vào làm cả mấy thầy trò đều phải đưa tay bụm miệng đầy tiếng cười không phát ra. Rồi sau đó mày dạy nó tới cái gì? Em dạy nó tới vài ba câu thông thường như kỹ tô là bao nhiêu, lì còn mất dạy là anh nói gì, lì còn sắm còn say là anh nói dốc, tô chè là cảm ơn. Lại tiếng thằng Tùng ngắt ngang. Ê, A kia có dạy cô hai nó ngộ ái lì không á? Ê, có chứ, ngu sao không dạy? Xích nữa là mấy thầy trò cười rơi xuống võng vì một tràng cười bị nén lại trong lòng ngực. Vậy là từ ló hai lứa yêu nhau, buổi trưa nào em cũng xuống nhà bếp dạy tiếng Tàu cho con hai. Thằng Tùng lại chen vào. Dạy tiếng Tàu thôi hay có làm gì con người ta không vậy à kia? Ê tầm bậy là ngộ lâu có làm gì. Rồi em đang lính việc trọng quân, con hai vẫn ở nhà phụ với ba má em bán cà phê, nó nói nó chờ em gì à? À kia có thể quản dịch gì là người Tàu sao đang biệt động quân chi vậy? Tùng lại cắt ngang lời kia.
Tôi gốc người Tàu, nhưng sinh lẻ và lớn lên trên đất nước Việt Nam thì phải bảo vệ Việt Nam chứ. Ăn cây lầu vào cây nấy mà. Với lại tôi ghét mấy thằng Cộng sản lắm, dù là Tàu Cộng hay Việt Cộng. Lấy tụi cho chết Việt Cộng nó vô đây. A kia cũng lâu có sống được yên ổn. Bởi vậy do lần tôi mới bỏ Hải Phòng chạy vô Lam khi tụi nó mới tới lo mà. Thôi để tôi nói tiếp ha. Ông thầy biết không, bây giờ con hai nói chuyến Tàu dành lắm rồi, có bữa được dạy phép nó dám chọc em nữa chứ. Lo nói à kia biết sắm cô dành sực dích cô sườn tỏi là gì không vậy? Em ngớ ngẩn bởi vì nghe cái âm thì có pha tiếng Tàu mà cái nghĩa thì bù chất. Con hai cười lớn nói, ha, sắm cô dành sực dích cô sòi tưởng tức là ba cô dành ăn một trái sòi tưởng đó. Thủy phải lấy cái khăn tay nhét vào miệng để tiếng cười không phát ra giữa đêm khuya thanh vắng. Thôi khuya rồi, ngủ, mai còn phải lội đó. Mấy thầy trò cùng im lặng, nhưng không phải giấc ngủ có thể đến một cách dễ dàng khi mà những ý tưởng hài hước vẫn còn lãng vắng trong đầu họ qua câu chuyện ngô nghê của chú Tàu A Kía. Trời chưa sáng đoàn quân đã xuất phát lên đường. Thủy phân chia tất cả thành 4 toán, mỗi toán được chỉ huy bởi một hạ sĩ quan xuất sắc mà anh đã chọn lựa. Tất cả đều được trang bị hệ thống truyền tin liên lạc trực tiếp với anh. Dẫn đầu là 3 người lính viễn thám của liên đoàn, đến một toán xung kích rồi đến ban chỉ huy của Thủy. Còn lại tất cả một hàng dọc lặng lẽ di chuyển trong lúc sương đêm còn se lạnh, ướt đẫm vai áo mọi người. Nhờ trang bị nhẹ nên họ lòn lách một cách dễ dàng để tránh né những trạm gác của bọn chúng trên đường đi đến mục tiêu. Tất cả những đoạn đường họ đi qua đều được xóa hết dấu vết phòng khi trở về không bị phục kích. Đi qua một con suối nhỏ, thấy hai bên còn căng võng ngủ tỉnh bơ, AK dựng một bên khiến nhiều anh em nổi điên muốn bước đến vặn cổ chúng cho rồi. Đến một cánh rừng lầu ô khác, thấy vài cái lều của bọn chúng vẫn còn im ắng trong giấc ngủ nướng, nhưng cả toán đều lặng lẽ vượt qua vì tiêu diệt bọn chúng không phải là nhiệm vụ chính, mà mục tiêu là bộ chỉ huy trung đoàn kìa. Trên bầu trời cao trong vắt không gợn một áng mây, những cánh én bay lượn lờ một cách vô tư lự. Cảnh bìa rừng, những tiếng hót líu lo của các loài chim muôn đủ loại như chào đón chúa xuân, khiến mọi người nghe tâm hồn trở nên thư thái dù họ đang đi dần vào chốn lông đàm hổ huyệt. Phải chi những kẻ ngông cuồng không đem tham vọng áp đặt lên dân tộc, thì một buổi sáng mùa xuân trong lành như thế này sẽ đẹp đẽ biết bao. Khoảng hơn 10 giờ sáng, Thụy ra lệnh cả toán dừng lại nghỉ chân bên một cánh rừng thưa. Sau 5 tiếng đồng hồ băng rừng vượt suối, nhưng vẫn bố trí nghiêm nhặt, theo dõi trên bản đồ và phối kiểm với anh em viễn thám. Thụy biết là anh còn cách mục tiêu không xa nữa, có thể chạm súng với các đơn vị tiền đồn của địch bất cứ lúc nào. Sau khi quan sát thấy ở đây có vẻ tạm an toàn, anh cho lệnh các toán dùng cơm trưa. Thủy liên lạc với những đơn vị yểm trợ và biết là tất cả vẫn đang theo dõi từng bước đi của các anh. Tăng Gô yên tâm đi, ở nhà lúc nào cũng theo dõi bước chân mày. Đã xin được một trung đội 155 sẵn sàng yểm trợ tối đa và có một phi thuyền trực thăng võ trang nữa. Tiếng thiếu tá Minh, tiểu đoàn trưởng vang lên khe khẽ qua ống liên hợp khiến anh vững tâm. 12 giờ đoàn quân lại lặng lẽ lên đường sau khi đã chôn giấu những vỏ lon đậu hộp, bịch ni lông gạo sấy và xóa hết những vết tích trên cỏ. Toán quân vừa vượt qua một tráng tranh cỏ trọng lớn để đến một cánh rừng lầu ô rậm rạp. Đoàn quân vẫn như một con rắn dài ngoằng trườn đi nhẹ nhàng giữa những thân cây lầu ô to bằng bắp chân thẳng tắp vươn cao lên trời xanh. Bỗng mọi người chững lại, Thủy hỏi Tùng mang máy nội bộ. Chuyện gì vậy Tùng? Dạ, anh em dẫn thám mời Tango lên phía trước. Thủy bước nhanh tới, A Kía và Tùng cũng vội vã nối gót theo. Người trưởng toán viễn thám vừa chỉ vào những dấu chân còn mới vừa thì thầm với Thủy. Thẩm quyền coi kìa, cỏ còn đang ngóc đầu lên, vậy là chúng nó mới đi qua đây thôi mà có lẽ đông lắm. Anh gật đầu đồng ý với nhận xét của người lính viễn thám, vì thân cỏ bị đạp trập xuống tạo thành một vệt dài khá rộng, chứng tỏ có nhiều bước chân dẫm lên. Anh nhìn xuống bản đồ so lại phương hướng trên cái địa bàn để xác định một cách chính xác vị trí của đơn vị. Mình đang ở rất gần với mục tiêu rồi. Lấy các đồng chí chặt những cây thật to vào ấy nhé, khẩn trương lên, không đạt chỉ tiêu chiều lai giờ nãy bị kiểm điểm đấy.
Chợt một tiếng nói lồng lộng từ trên gió đưa xuống, rồi thì âm thanh của những nhát mã tấu phật vào cây lầu ô nghe sắc ngọt vang lên rõ mồn một. Thủy bước lui về phía sau, ra thủ hiệu cho tất cả sẵn sàng chiến đấu. Nơi đây thật sự không phải là một chiến trường lý tưởng, vì những bụi lầu ô chẳng thể là vị trí ẩn nấp an toàn. Nhưng được cái mình phát giác địch trước và quyền quyết định nổ súng là ở phía mình, tiền hạ thủ vi cường mà. Hơn 50 người lính nấp dọc theo con đường mòn mà bọn địch quân vừa đi sáng nay. 1, 2, 3 đi tango, tất cả phải tuyệt đối im lặng. Mục tiêu của chúng ta là phía trước, bất khả kháng mới được nổ súng. Tạch, 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 tạch. Anh chưa dứt câu thì tiếng M16 đã nổ trang trước mặt. Tango, đây một gọi tụi nó đi ngay vô gia đình tôi. Chửi luôn. Tiếng AK chống trả một cách trời rạc vì hình như bọn chúng nghĩ nơi này là an toàn khu nên có vẻ lơ là. Thế là toán cắn binh đi chặt cây làm hầm trở thành mục tiêu tác xạ cho những người lính thiện chiến. Những tràng M16 vừa dứt thì hàng loạt tiếng đệ ba của súng cối 61-82 ly pha trộn với tiếng súng nhỏ, súng lớn, súng cộng đồng đủ loại trăm trang vang lên ngay sau lưng, tạo thành một bản hợp tấu kinh dị của thần chết. Ầm ầm, tạch tạch, đùng đùng, ầm ầm. Cả một màn lưới lửa chụp xuống cánh rừng lầu ô, thân cây gãy đổ trăng rắc, tiếng người la hét trên rỉ vì trúng đạn, tiếng hô xung phong dậy đất. Hàng sống chống chết, hàng sống chống chết. 1, 2, 3 tango gọi. Dạ, 1 nghe tango, 2 nghe tango, 3 nghe thẩm quyền. Tất cả bám lấy vị trí. Tụi nó chỉ hù thôi chứ không có dám xung phong đâu, pháo binh sẽ liên. Anh quay qua cầm máy liên lạc với tiểu đoàn sau khi đã quan sát trái khói bắn điều chỉnh. Đại bàn, đây tango. Phải, 100 mét, gần lại 50 mét, bắn, trả lời. Gần lại 50 mét thì sát mày quá đó tango, rất nguy hiểm. Không sao đâu đại bàn, tụi tôi Zulu bắn hết. Qua hỏa lực của địch và phản công, anh đã xác định được đó đúng là vị trí của bộ chỉ huy trung đoàn cộng quân, cách anh chỉ chừng hơn 200 thước. Ầm ầm, tiếng đại bác 155 ly nổ vang vội, ác hẳn những tiếng nổ đã rời rạc của các loạt súng cá nhân từ trong phòng tuyến của địch. Tango, ông nấp súng cũng điều chỉnh được pháo mà, đứng dậy nguy hiểm lắm. Thụy chưa kịp làm theo lời khuyên của thượng sĩ tốt toán phó, bỗng anh giật nảy mình lên một cái và nghe buốt liệm cánh tay bên phải. Cơn đau truyền nhanh lên óc cho biết là anh vừa lãnh một viên đạn của đối phương. Một dòng máu tuôn nhanh ướt đẫm tay áo trận. Chết mẹ, tango áo vàng rồi. Thụy đặt ngón trỏ của bàn tay trái lên môi tra dấu cho tốt im lặng. Trong khi đó y tá Khiết đang loay hoay cắt tay áo của anh để băng bó vết thương, anh thì thào với thượng sĩ tốt. Đừng cho anh em biết gì cả. Anh bóc máy nội bộ bằng tay trái. 1, 2, 3, đây tango, tất cả nghe lệnh, chúng ta từ từ Zulu về đường cũ để cho gà cầu và trùng trùng làm việc. Bắt đầu từ thằng ba lên đường, nói các thẩm quyền giữ đội hình nghiêm chỉnh bằng mọi cách đưa tất cả áo vàng áo đỏ theo, nếu có. Anh quay qua liên lạc với tiểu đoàn. Đại bàng, đây tango, xin lỗi đại bàng, chắc không thể hoàn thành nhiệm vụ vì tôi đã mặc áo vàng. À, vậy thì rút đi có nặng không? Dạ, không sao, xin đại bàng tiếp tục cho gà cầu gáy, sau khi chúng tôi Zulu sẽ kéo gần lại để tránh bị tụi nó truy kích. Ok, tao hiểu, trùng trùng đang trên đường đến với mày đó. Tiếng ù ù của những chiếc trực thăng võ trang đã rõ dần, nơi phương trời xa, trong khi cả toán vừa bắn vừa thối lui về đường cũ, ầm ầm. Những loạt đạn rocket từ các trực thăng võ trang bắn xuống một cách hiệu quả và chính xác đã giúp cho cả toán trút lui an toàn. Lễ và Linh, hai chú lính sửa đệ tử trung thành lúc nào cũng kề sát một bên Thụy dìu bước anh đi qua những miệng hố sâu, những con suối cạn. Khi tiếng súng cá nhân của địch chỉ còn nghe rất mơ hồ từ đằng sau vọng lại và rồi mất hút hẳn, Thụy cho anh em tạm dừng chân để kiểm điểm quân số và cũng để anh có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Chỉ có 4 người bị thương đều được đem theo và Thụy là 5. Toán 1 của trung sĩ Nhất Hạnh còn tịch thu được 2 khẩu AK và 1 CKC. Tiếng bắn phá của những chiếc trực thăng vẫn vần vũ trên không khiến cả toán cảm thấy yên lòng hơn. Tốt lên tiếng. Mình đi khoảng 3 cây số nữa, có một trận tranh lớn có thể làm bãi đáp được đó tango. Thụy nhìn vào bản đồ ước lượng khoảng cách đến vị trí đóng quân của tiểu đoàn, nơi này có thể là trung điểm, tương đối an toàn rồi. Máu vẫn thấm ướt ra ngoài lớp băng mà Khiết mới thay cho anh. Thụy liếm môi, cho tôi xin ngậm nước. Tango đừng uống nước nhiều quá, chảy máu nữa đó. Anh gật đầu cầm ống liên hợp nói chuyện với tiểu đoàn. Khoảng chừng hơn 1 giờ nữa chúng tôi sẽ đến điểm H để bốc mấy thằng em áo vàng. Tao đã đưa đại đầu có thằng chắn ra đó đón tango, mày liên lạc hàng ngang với nó đi. Cảm ơn đại bàng. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Thụy bắt tay được với đại đội 4 của đại quý chẩn ngay tại bãi đáp. Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, vì khó có thể ngờ Thụy còn được an toàn trở về với 3 chiến lợi phẩm.
ngồi dựa lưng vào thành máy bay tải thương đang bốc lên cao, Thủy nghe lòng dâng lên một nỗi xúc động không tả. Ánh nắng chiều xuân chỉ còn thoi thóp trên những ngọn cây đang vùng vụt lướt qua dưới thân máy bay. Những người bạn, những chiến hữu, những đồng đội của anh dưới kia nhỏ dần và nhạt nhòa trong sương chiều lãng đãng. Nhưng khí phách của họ, tinh thần huynh đệ chi binh của họ sẽ không bao giờ có thể mờ phai trong anh. Họ, những người chiến sĩ ấy vẫn âm thầm lặng lẽ đón sương nơi rừng sâu núi thẳm, vẫn xả thân để tạo nên những chiến tích lẫy lừng, những chiến tích thấm đẫm dòng máu của họ, vẫn cợt đùa với thần chết để giữ yên bình cho mọi người và vẫn yêu đời với những lời lẽ tỏ tình hết sức ngây ngô như a kía. Lị hữu len ngộ, ngộ ai lị ơ? Thủy Gia Trang, một thời để nhớ. Tác giả Dương Thượng Trúc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.